Xin chào toàn thể anh em và các bác. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về mấy cái con lọc nguồn đa tầng, hàng bãi Đức Xịn và hàng bãi Thụy Sĩ Xịn. Mà hôm nay bên em về thêm được cũng khá khá đây. Hôm nay thì bên em về nó gồm nhiều loại khác nhau của hãng Đức và hãng của Thụy Sĩ. Có tải lần lượt là 30A này, 36A này, 53A này, 80A này, 110A này và 130A, có cả 55A nữa. Đấy. Ở đây thì đa số đều là lọc nguồn Đức đa tầng các bác nhá. Có của hãng MUR Electronic này, của hãng Kepa này, của hãng Block này, của hãng Kep KP này. Còn Thụy Sĩ thì có con Snapchat này và của hãng Shooter. Ở đây thì đều là những con đa tầng, chất lượng của nó cực kỳ tốt và bên em bảo hành tối thiểu là 1 năm và 2 năm. Những con mà trên 100A thì sẽ bảo hành 2 năm. Thì những con lọc nguồn này thì chất lượng lọc cực kỳ tốt. Đấy, độ bền rất là cao. Giá cả thì hợp lý. Đấy. Bây giờ em sẽ quay chi tiết và báo giá nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em số điện thoại đây. Các bác lưu ý lưu vào luôn nhá. Bên em quay đến đâu thì bên em sẽ báo giá luôn đến vậy. Giá bên em có ghi luôn trên con lọc này, anh em cố gắng theo dõi nhé. Rất nhiều loại, hàng cực kỳ ngon. Đầu tiên này, em sẽ quay đến cái con đây này, có con Thụy Sĩ Snapchat đây. Con này 30A này, dài thô lô anh em nhìn chưa? Lọc đa tầng. Đây. Snapchat của Thụy Sĩ 30A. Đấy, 30A này. Giá rất là tốt, 900.000 con này thôi. 900.000. Không bao ship anh em nhá. 900.000 không bao ship. 30A Thụy Sĩ. Tầng lọc rất là nhiều, dài thổ lồ này, con này nó dài này, 20, nó phải dài tầm khoảng 30 cm anh em ạ. Cao tầm khoảng 15, rộng khoảng 5 56 cm. Đây anh em nhìn này. Đấy, rất là to. Có 900.000 thôi. Cái con này em có 3 con, 1 con, 2 con. Và một con đây nữa là 3. Đấy. Em sẽ cầm luôn theo cái thước vì em sẽ báo giá luôn từng con. Tiếp theo là con MUR của Đức. Con MUR của Đức đây. Con này là MUR Electronic. Tải là 36A. Made in Italy. Anh em lưu ý là con này nó là của Đức, nhưng mà nhà máy là tại Italy. Cho nên là made in Italy anh em nhá. Chứ con này không phải của Italy đâu. Con này là của Đức. Nhưng mà thôi, cứ sản xuất tại châu Âu thì là ngon rồi. Em đo luôn. Rộng dài tầm khoảng 16 này, rộng 13 này, cao là 10. Đấy. Con này là 1.050.000 một con, không bao ship. Anh em nào cứ lấy hai con đổ lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Tiếp theo là đến con nào đây? Đây có còn một con Đức Kepa. Con này này, con này anh em lưu ý, con này đúc đặc anh em nhá. Con Kepa này đúc đặc này, rất là khổng, cao, to. Em sẽ đo luôn cho anh nghe. Con này rất nhiều tầng lọc. Nó dài tổng cộng là 37 cm. Dài quá. Cao thì là 22 cm. Và rộng thì là 5.5 cm. Con này Kepa của Đức đây. Anh em theo dõi kỹ thông số nha. 53A. 53A đây. Anh em nhìn tải chưa? 53A Kepa của Đức. Made in Germany. Made in Germany. Anh em nhìn rõ chưa? Đây này, em quay rất là kỹ này. Các bác cố gắng theo dõi nha, em quay rất là kỹ càng luôn. Made in Germany. 2 triệu. Đấy. Rồi xong con này. Tiếp theo là đến con MUR của Đức. Con MUR này thì là con này 80A. Anh ơi, anh em cố gắng theo dõi em lia cái máy quay thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút, bởi vì những con lọc nguồn này nó khá to và nặng. Một tay em cầm cái máy quay và một tay em cầm cái con lọc lên, cầm một tay nhiều khi hơi khó. Để cho anh em xem, em sẽ di luôn cái máy quay cho anh em xem chi tiết. Đây này anh em để ý đây nhá. 80A. Đấy. Made in Italy. Made in Italy. Của Đức nhưng mà sản xuất tại Ý anh em nhá. 2 triệu. Đấy. 2 triệu anh em nhá.
Rồi tiếp theo là cái con em sẽ từ từ đây. Rồi. Phóng to lại rồi. Tiếp theo là đến con ngon nhất và khủng nhất là con của hãng kép của Đức, có hai con thôi. Con này thì là rất là khủng. Đây. Anh em nhìn này, con kép của Đức năm ngoái bên em về cái con kép mà 80A. Con 80A trước bán đã là 2 triệu 8, 2 triệu 9 rồi. Con này rất là khủng luôn, em sẽ quay cho anh em xem. 130A MC filter. MC filter là cũng kịch số, kịch số ở đấy anh em nha. Là lọc đa tầng luôn đấy, tất cả các loại nhiễu con này sẽ lọc hết. MC filter. Nó sẽ lọc được cả EMV luôn. Made in Germany. Made in Germany anh em nhìn chưa? Anh em theo dõi thông số này. Made in Germany. 130A. 130A. MC filter. Made in Germany. 3 triệu 5. À, 3 triệu rưỡi. Em đo kích thước luôn cho anh em xem nhá. Con dày nó dài tổng cộng là 42 cm. Đấy, 42 cm. Cao là 20 cm. Rộng là 8 cm. To nha anh em nha. To đấy. Dài 40 mấy cơ mà, 42 cm. Kinh khủng không? Rồi. Tiếp theo là đến con Thụy Sĩ đúc đặc đây. Anh em nhìn thấy con đúc đặc 110A chưa? Con này là con nặng nhất trong các con này, nó đúc đặc một khối luôn. Mấy con này thì nó chỉ tráng bề mặt một tí thôi, nó đúc một phía dưới cho con này nó rỗng, cho nên là cũng nặng nhưng mà ít nhất là nó cũng đây này anh em nhìn này, cái keo đỏ này, nó đúc đặc bên mặt này thôi này, đấy. Đúc đặc đúng cái mặt này. Đấy. Còn cái ông tướng này 3 x 110A con này nó một khối luôn, rất là khổng đây này, một khối nặng. Em sẽ quay cái con ở đây, em có hai loại, một loại thì đây này. Đây này, anh em nhìn này, phóng to cho anh em xem nhá. 3 x 110A, 3 x 110A đấy, của hãng Shooter Thụy Sĩ. Con này có giá là 3 triệu 1. Đấy, 3 triệu 1. Ở đây thì có con này dán tem này. Ở con này thì in luôn trên bề mặt này. Ở đây thì đa số là in trên mặt hết. Có mỗi một con kia này, mấy con kia là dán tem lên này. Đây, con này thì in luôn trên mặt, phóng to cho anh em xem nhá. Đây, 3 x 110A này, mấy anh em nhìn rõ không? Đây, 3 x 110A của hãng Shooter Timona, cũng đồng giá là 3 triệu 1 hết. Ôi, cầm kia chỗ này nhiều quá, cầm cái máy quay hôm nay về cả kia vỉ mọc. Vỉ mạch Đức 4 tầng lọc Aztec này, về được 5 vỉ này. Em đo kích thước cái con này luôn nhá. Con này nó dài là 38 cm này. Rộng là 15 cm này. Cao thì là cao 9 cm. Đấy, 9 cm anh em nhá. 3 triệu 1. Rồi đến con Block. Block thì có về được cái con ôi giời, nhiều loại quá. Ngày mai em sẽ soạn lại và em sẽ quay mỗi clip em nhét một con riêng vào chứ không quay như này loạn lắm. Con Block của Đức này thì 30A, made in Germany. Con này 1 triệu 2. Con 30A này mới về thêm được 2 con nữa. Còn con 55A này, 55A này là 1 triệu 650. Đây, Block của Đức, made in Germany. Đấy, hôm nay thì mới về khu vực như này thôi. Ở đây đều là những con lọc nguồn đa tầng rất là khủng. Ở đây thì những cái con mà anh em lưu ý nhá. Con MUR em nói rồi, là con MUR của Đức này. Made in Italy, nhưng mà nó là của Đức nhưng mà sản xuất Italy. Anh em nhớ rõ cái vấn đề là như vậy. Ở đây thì có 3 con 30A 900.000, anh em nhanh tay con này. To dài với 900.000 này. Cái số điện thoại của em đây này. Anh em lưu vào hoặc alo luôn cho em. Đấy, hiện tại là hàng về là cũng toàn hàng khủng thôi. À quên, còn một con Block, còn một con Block của Đức 16A 650 này, anh em lấy nốt đi này, Made in Germany.
16A của Đức Block, Made in Germany 16A, cũng lọc đa tầng dài thô lồ luôn. Những con đa tầng này thì tầng lọc nó rất là nhiều. Đây, đo qua cho anh em. Dài là 22 cm này, cao là 7 cm này, rộng xem nào, rộng 4,5 cm. Rồi, mà chi tiết ai có nhu cầu cứ liên hệ em số điện thoại đây nhá. Em còn phải khui tiếp hàng nữa, hàng nó về nhiều lắm. Đấy, số điện thoại đây, anh em lưu vào đi này. Đấy. Trong đây thì có khủng, nếu anh em chơi khủng có hai con kép 130 rất là khủng. Con MC đỉnh đấy, MC là nó lọc gần như tất cả mọi thứ rồi. Tất cả các loại nhiễu nó lọc hết. Đấy, tầng kia giải tần nó rộng mà. 3,5 triệu. Đấy, 3,5 triệu. Xin kính chào tất cả mọi người nhé.